Đây là Tiên, mình xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Trung Quốc. Hôm nay em tục lên cho em một clip gồm 13.000 câu nha anh em. 13 cây ngàn câu này là 13 cây ngàn câu carbon, hạn sức là đệ nhất. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đếm lên cây thứ nhất, mời tham khảo. Cây thứ nhất là một cây cần rút. Cây này hàng của Suzumi, hàng China, sức là đệ nhất. Cây này là chất liệu carbon. Cây này cứng 15, dài 3 m. Cây này nặng 230 g, thu gọn 173 cm, đọt 2 ly. Sở hữu vàng phen là vàng phen thường nha anh em, phen thường, bát thường luôn. Nói chung thì ngoại hình khá ok, xước sắc ít. Cái này cho anh em đi đánh đánh bọt câu chép nè, câu cha, câu chay, đánh lăng xê cũng được. Đọt nó khá ok, đọt này cứng, khá cứng anh em, khá cứng nảy nữa. Đọt này so với cần 2 khúc là cứng ra tầm khoảng 50 á. Phen thường nha anh em, phen thường, phen hãng, bắt hãng luôn, chất liệu carbon. Rồi giá công khai cái này 400k cộng ship nha anh em. Cái thứ nhất 400k cộng ship. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 2 nha mọi người. Cây số 2 là một cây cần rút. Cây này là một cây Ryobi 15, 3 m, hàng Korea sản xuất, sức là đệ nhật nha anh em, mã code đây. Cây này là vật liệu và chất liệu carbon master SS2, tem sức nội địa. Phen là phen Fuji, bát Fuji. Phen là không nứt bể gì hết nha anh em. Phen ok, vô Fuji đây, nó đóng chữ Fuji. Đó. Bát Fuji Japan FS6. Cây này em đo chiều dài thực của nó là 2m94, đọt 2 ly 2, nặng 160 g, thu gọn 110 cm, đọt nó tầm khoảng cứng tầm khoảng 40-50 nha anh em. Đọt cứng tầm 40-50. Chất liệu carbon sắn quòn, sắn như con rắn luôn, anh em có thể thấy ở ngoài thấy rõ hơn anh em, trong clip điện thoại lấy nét cũng không rõ bằng. Đây đọt nó đây. Đọt nó bị người ta cắt bớt xuống tầm 6 cm nha anh em. Rồi cây số 2 giá 650k, khá đẹp nha anh em, Kyobi sức nội địa Nhật. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 từ cái này là 4 cây giống nhau nha anh em, em đọc thông số một lần một thôi. 4 cây này giống nhau luôn. Cây này là một cây cận của Alpha Taco, hàng Korea sức nội địa Nhật nha anh em. Chất liệu là chất liệu carbon sắn, sắn chìm nha anh em, carbon sắn chìm. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji FS7. Cây này dài 3 m 3, có tổng cộng là 4 lóng. Cây này dài 3 m 3, nặng 200 g, thu gọn 93 cm, đọt 2 ly 1, cứng tầm khoảng 40-50 nha anh em. Đó, giá là 750k, chất liệu là nguyên cây, là nguyên cây carbon luôn. Ngoại hình khá ok, 4 cây như một. Sắn thì khỏi bàn. Phen là phen Fuji nha anh em. Đọt nó quặng sắn, đọt nó sắn dày hơn nữa nè. Nào, 4 cây giống nhau, anh em nào lấy về gác đi đánh lăng xê á, gác nhìn cực kỳ ok nha anh em. Đây buông nó đóng chữ Fuji đây, phen Fuji nha anh em, phen là không nứt bể gì hết, đá xám. Ngoại hình khá ok, không lỗi.
Rồi, cây số 3 giá công khai là 750k nha anh em. 4 cây này nó giống nhau hết luôn. Cây số 4 cũng là 750k. Ngoại hình cũng ok. Không lỗi, không hóc gì hết. Vẫn là carbon đánh vòng, carbon vòng. Cây này mấy anh em bên Nhật anh đánh xong anh thanh lý, em hốt về. Nó được 4 cây thịt, 5 cây. Có một cây anh gửi cho anh Tiến ở Sài Gòn này. Đó. Rồi. Bộ phục si 4 cây hệt nhau luôn, dài 3m3. Mấy cái này nguyên xin đủ mét tủ tắt đây, đầu nãy của càng đây. Test đầu nãy luôn. Phan chạy ok hết nha anh em. Cây này thích hợp cho anh em đi đánh chê, đánh cha, đánh lăn xê, câu chép. Hàng này câu chép là khỏi bàn, diều là nó cong nguyên cây cần luôn. Rồi, cây số 5 giá vẫn là 750k nha anh em. Cây số 6 cũng vậy luôn. Cây số 6 vẫn là 750k. Nguyên bộ 4 cây hệt nhau luôn. Nên em lướt sơ qua nha. Anh em cần có thể báo em quay clip chụp hình cận cảnh cho anh em tham khảo. Ok hết nha nè. Bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng, nếu hàng không giống clip em lên thì em nhận lại hết. Đó. Nguyên cây 4 cây. Rồi, cây số 6 vẫn là 750k nha anh em. Rồi. Rồi, tiếp theo sẽ là hai cây còn hợp. Em thọc thông số trước cho anh em. Cây này là một cây tay qua carbon hai da. Cây này dài 3 m, đọt 1.5, dài 3 m. Cây này dài 3 m, thu gọn 188 cm, có tổng cộng là 4 lóng, nặng 110 g. Đọt là 0.8 ly, gốc là 22,3 22,4 ly. Độ cứng nó rơi tầm khoảng 5-10 nha anh em. Cây này thì full hợp chung túi. Cây này thì đẹp khỏi chơi. Túi tay qua nha anh em. Đó. Đây, đó. Cái này đủ mét đủ tấc nha anh em. Đó, ngoại hình ở đây khá ok nha. Bắt là bắt Fuji FS6. Cái này là carbon hai da, hàng Made in Korea, xuất Nhật nha anh em. Cái này chia nha anh em săn cháp, hình mấy con cháp, mấy con nâu nè. Nó cháp về nâu hành mấy con này đó đã lắm. Phen là phen Fuji, bát Fuji, carbon sẵn hai da. Đủ mét đủ tắc, không độ chế cho anh em. Đây, đọt nó đây. Đọt nó là anh em bảo là đọt lông phùng á. Đọt nó có cúc ở trên là đặc nha anh em. Đó. Khá mềm nha. Cây này là nhiều mấy con cháp, mấy con nâu là khỏi chơi. Phen là phen Fuji. Carbon hai da, độ 1.5, dài 3 m. Rồi, giá công khai cây số 7 giá là 850k nha anh em. Càng khá đẹp á. Càng này nói chung thì em chưa lau chùi vậy đâu. Nguyên hộp về rồi em đọc thông số trên hộp đưa cho anh em luôn á. Rồi, cây số 7 giá 850k. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 là một cây cần hệ của đây qua, cần cây qua carbon. Cây này thì đọt nó bị gãy một khúc.
thông số trên cặn nó sẽ là cứng 20 dài 3,3 m, nhưng mà em đo bằng thước á, thực sự nó có là 3,26 m thôi. Đó. 3,26 m thu gọn là 90 cm, có tổng cộng 4 lóng, nặng 150 g. Đó. Đọt em đo là 2 ly. Đọt 2 ly, đọt gốc là 21 ly. Đó, cứng nó gờ tầm khoảng 20. 20 30 nha anh em. Đó. Cây này thì đẹp khỏi chơi rồi, chả biết sao nó bị gãy gốc, gãy ngọn nữa, hay hết sức. Phun túi nha anh em, phun túi đây qua túi nhung đó, cặn thì khá ok, đẹp đẽ sạch sẽ. Bát là bát Fuji, cặn thì sáng nhất đó, khỏi bàn. Cứng 20 dài 3,3 m, cây qua carbon. Sắn cái này thì sắn như con gắn. Nói chung thì cần không xước xác gì hết anh em. Đó, nó chỉ bị lỗi cái là đọt thôi. Cần lỗi thì em báo lỗi thôi, khỏi nói nhiều. Sắn nè, đẹp cực kỳ không? Đọt nó đây, đọt to chà bá luôn. Đây, nó bị lỗi đọt. Nó đậu bu này đây. Phen là phen Fuji nha anh em. Fuji. Càng cực kỳ đẹp nha anh em. Nó lỗi đọt thôi. Rồi. Giá công khai là 800 lồng. Giá công khai cây này đâu? Giá công khai cây số 8 là 1 triệu 2 nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 và cây số 10 là một cây hệt nhau. Khác cái màu đọt người ta tháp thôi. Cây số 9 là một cây cần he chi, hàng 2,7 m. Hàng chuyên cho anh em đánh bờ kè, bến cảng. Đó. Dạng này thì đi hành mấy con cháp thì còn còn gì bằng nữa, câu cháp câu dìa. Đó. Anh em ở miền Tây thì có thể lấy đi câu cá chê, câu cá chê thì cần lại nhiều khỏi chê luôn. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji nha mọi người. Đó. Nói chung nè, nè em chưa vệ sinh luôn. Cây này là một cây cần của Sakura. Đó, cần nội địa Nhật nha anh em. Dài 2,7 m. Dạng cần mà dạng cần hai chi á, chuyên cho anh em đánh cảm giác. Đọt cây này nó rơi vào tầm khoảng cứng tầm khoảng 50 thôi, khá là mỏng nha anh em. Cây này nặng 170 g, đọt 1 ly, cứng tầm khoảng 50. Đây, test đọt cho anh em xem. Đây. Anh em có thể đánh công hình chữ C được luôn nè. Đó. Nhiều cá là bao phê nha. Đọt nguyên viên nha anh em, công độ chế nó đây. Công khá ok nha. Rồi, giá công khai cây số 9. Giá 800k nha anh em. Cây Sakura, hàng nội địa Nhật, chất liệu carbon. Đây, chín bộ trong đây nha anh em, chưa vệ sinh luôn á. Tiếp theo sẽ là cây số M. Cây số M vẫn là một cây Sakura. Đó. Ký hiệu này là nó dẫn điện, chất liệu carbon nha anh em. Cây này vẫn dài 2,7 m. Phen bát Fuji. FS6. Đây anh em. Đóng chữ đây. FS6 Bad Pussy Japan. Cây này vẫn cây dài 2,7 m, nặng 170 g, đọt 1 ly, cứng tầm khoảng số 5 thôi nha, cứng 50. Cứng thế này mà cá cắn là nhiều khỏi bao phê. Đọt mà em nhắn công hình chữ C nè. Đó. Dạng này đọt tháp nha anh em, đọt tháp ngọn đặc, nhiều cá là rất là đã.
Đây, nó nắm nắm kéo là nó công hình chữ C nè. Cái này thì anh em vẫn là đi đánh cháp, đánh giò. Đó. Đánh mấy con nâu, cháp. Đánh một cái là nhiều bao khuê luôn. Anh em miền Tây thì cầu chê, cầu chim. Rồi, giá công khai vẫn là 800k nha anh em. Cây số mực. Tiếp theo sẽ là cây số 11 nha anh em. Cây số 11 là một cây cần thương hiệu Gyobi, thương hiệu nội địa Nhật nha anh em. Đó. Cây này dài 3 mét. Chất liệu là carbon. Super carbon, siêu carbon. Phen vẫn là phen Fuji, bass là bass Fuji Japan. Đó. LS6. Cây này dài 3 mét. Dạng là dạng Hanchi, chuyên trên đánh trên bến kè, bờ kè, bến cảng đó. Cây này là siêu cảm giác nha anh em. Mấy dạng này dạng đánh cảm giác thôi. Cây này dài 3 mét, nặng là 150 gram. Đọt là 1 ly 3 nha anh em. Cứng nó ra tầm khoảng 10. 1 ly 3, cứng tầm 10 đây. Em uống dẻo cho anh em xem. Bán hàng thì test luôn cho anh em khỏi nói. Cái này giá 900k nha anh em. Hàng mới thì khỏi bàn rồi. Đó, ngoại hình thì ok. Không xuất sắc gì nhiều hết. Phen nè. Đó, nguyên dàn phen nè. Phen là phen Fuji nha anh em. Để đóng chữ ở đây đi. Đóng nút ở trong. Đó. Cần thì bao hỏng hóc, bao lỗi lăn. Anh em về kiểm tra mà thấy lỗi thì em trả về cho em. Cái này là cái bọc bao còn luôn. Test cái đọt cho anh em xem. Đó. Công hình chữ C nè, cái này nhiều cá là bao bao phê luôn á. Cái này chiên cho anh em cảm giác rồi. Giá công khai là 900k nha anh em, cây số 11. Tiếp theo sẽ là cây số 12, một cây cần Senqua, một cây cần nội địa Nhật nha anh em. Cây này dài 3 mét, thu gọn 106 cm, có tổng cộng là 3 khúc, nặng 145 g. Đó. Đọt là 1 ly, độ cứng rơi vào tầm khoảng 10 15 nha anh em. Đó. Đọt gốc là 22 21,5 ly. Xem qua, càng nội địa Nhật. Khá đẹp nha anh em. Thôi các bạn sẵn nha, sẵn chìm. Gốc nó làm khá ok. Gốc nó làm thì lụm tiền rồi, khỏi nói. Nhìn cái gốc nó lụm tiền rồi. Tem, tem nội địa Nhật nha anh em, đầy đủ. Cái này thì anh em vẫn là một cây Hanchi đánh bờ kè bên cảng, chia cho anh mình đi đi săn cháp nâu giò. Đó. Đánh là dạng này đánh cảm giác thôi nha anh em. Nó không phải đánh bạo lực đâu. Phen là phen Fuji đá xám. Trên sào luôn á. Test độ cong nha anh em luôn. Cây này có thể cứng hơn ba cây kia. Cây này cứng là tầm khoảng 10 15 nha anh em. Có thể công hình chữ C được luôn. Nói chung thì mấy cái này đánh bao phê rồi. Senqua nội địa Nhật nha anh em. Cây này dài 3 mét. Rồi, giá công khai nha. Giá công khai cây số 12, giá công khai là 1 triệu mốt nha anh em. Đó. Phun hợp, phun bao nha anh em. Ngoại hình thì vẫn có xuất sắc đi. Xuất dâm một ít nha anh em. Đó, càng xuất sắc, em bảo xuất sắc. Đây, nó. Số cái này là do vận chuyển thôi. Phen nó cọ vào. Rồi, cây số 12 giá công khai 1 triệu mốt. Tiếp theo sẽ cây số 13. Cây số 13 là một cây cần của Senqua, một cây cần hệ nha anh em. Carbon thì nó sắn khỏi bàn. Gốc đây. Đất ở đây. Cây này là kết cá voi luôn á. Bát là bát Fuji Japan nha anh em. Cây này nội địa Nhật 100% nha anh em luôn. Cây này dài 3 mét. Hay chi. Carbon sẵn nha anh em.
sáng khó bạn, phen là phen full C nhé. Cây này nguyên sinh nguyên kiện. Đây, tem này, tem nội địa Nhật. Cây này dài 3 mét, nặng 160 gram, đọt 0.9 ly, độ cứng tầm 10 nha anh em. Đó. Độ cứng tầm 10 thôi. Tất cả những cần hen chi nó đều đọt nó đều thoát tháp nha anh em. Đó. Đây, đọt nó cong thế này đây, đó. Để cho anh em một nhúng nhúng luôn. Đây. Khá bún nha anh em. Khá đẹp. Rồi, cây số đây đóng full C đây đây. Đó. Phen này em chưa chùi rửa chùi rửa kỹ nè. Rồi, cây số 13, cây cuối cùng giá 1,3 triệu nha anh em. Tất cả những hàng trên đây em bán đều giá chưa cộng ship nha anh em. Đó. Rồi, em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trên hệ thống, nếu hàng không giống clip em lên giống nãy giờ thì anh em trả qua cho em, không nói gì nhiều hết. Rồi, em có để số điện thoại trên đây, anh em cần có thể liên hệ thẳng với em hoặc có thể nhắn tin ở phần bình luận của YouTube, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.